Ông Trump, James Comey sẽ phải trả giá. Cựu Tổng thống Donald Trump ca ngợi báo cáo của công tố viên đặc biệt John Durham chỉ trích hoạt động của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016. Thật bất ngờ, sau quá trình điều tra kéo dài, công tố viên đặc biệt John Durham kết luận rằng FBI đáng lẽ không nên tiến hành cuộc điều tra về liên hệ giữa chiến dịch của ông Trump và chính phủ Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Nói một cách khác, công chúng Mỹ đang bị lừa dối bởi những người không muốn thấy đất nước này trở nên vĩ đại. Hiêu dẫn chia sẻ của ông Trump trên mạng xã hội Trúc Xi ở hôm 15 tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với Fox News, ông Trump đã gọi cuộc điều tra của FBI nhằm vào mình là một sự sỉ nhục khẳng định cựu giám đốc FBI James Comey và những quan chức khác phải đối diện với hậu quả pháp lý từ hành động của họ. Tôi và quan trọng hơn là người dân Mỹ, là nạn nhân của của một trò lừa đảo kéo dài được bắt đầu bởi đảng Dân Chủ và ông Comey. Họ phải trả giá vì khiến đất nước ta trải qua vụ việc này, cựu Tổng thống Trump cho biết. Ông Durham được cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr bổ nhiệm vào năm 2019 để đánh giá nguồn gốc cuộc điều tra của FBI nhằm vào chiến dịch của cựu Tổng thống Trump trong báo cáo dài 305 trang được công bố hôm 15 tháng 5. Vị công tố viên đặc biệt kết luận rằng các nhà chức trách không có đủ thông tin để mở cuộc điều tra nhằm vào chiến dịch của cựu Tổng thống Trump. Ông Durham cũng chỉ trích mạnh mẽ cách FBI xử lý một số chứng cứ. Những báo cáo đầy đủ hiện tại cho thấy FBI đã hoạt động kém hiệu quả và thất bại trong một số mặt của chiến dịch Crossfire Hurricane, tên gọi của cuộc điều tra nhằm vào ông Trump. Ngoài việc không hoàn thành nghĩa vụ với người dân Mỹ, Cuộc điều tra Crossfire Hurricane cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của FBI, ông Durham cho biết. Quan trọng hơn, nếu những người phụ trách cuộc điều tra làm việc một cách công tâm và chính trực, có những cơ hội rõ ràng để họ tránh mắc phải những sai lầm trên và ngăn chặn hậu quả xuất phát từ việc sử dụng thông tin thiếu chính xác. Vì công tố viên đặc biệt bổ sung, những phát hiện của Durham có khả năng làm trầm trọng thêm căng thẳng đảng phái liên quan đến sự thiên vị của FBI và Bộ Tư pháp. Thượng nghị sĩ Marco Rubio khẳng định báo cáo hôm 15 tháng 5 đã chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng và không thể tha thứ của lực lượng thực thi pháp luật cấp liên bang ở Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan cho biết ông đã liên hệ với Bộ Tư pháp để yêu cầu ông Durham ra làm chứng trước Quốc hội trong tuần tới.